lên sân khấu nào. Doraemon lên sân khấu nào. Xin mời khán giả các bạn sẽ đến với một khúc Doraemon Dance. Anh Hiệp ơi, ra đẩy cái thang vào của anh. Anh Hiệp ơi, anh Hiệp ra đẩy cái thang vào đấy anh Hiệp ơi. Ra đẩy cái thang vào cái. Xin mời tất cả các bạn giới trẻ Tân Cường lên sân khấu với một khúc Ra Khơi của Đức Kitô. Xin mời các bạn Tân Cường ạ. Mất tổ chức có nhặt được một chiếc điện thoại với ai là người mất trở về với âm thanh thì nhận lại. Mất tổ chức sinh nhật này là có nhận được một chiếc điện thoại với ai là người mất trở về âm thanh thì nhận lại. Cho muôn dân luôn yêu và một Thiên Chúa cùng nhau ra.
nhau ra khơi, bao nhiêu thương người khắp muôn nơi và luôn hăng say, ta chung tay xây dựng nước nhà. Đi về muôn nơi, cho muôn nơi và niềm vui không ngơi. Ta không ngơi để tình yêu ra khơi. Ta ra khơi dù bao chơi vơi, bao chơi vơi không phải ta buông lời. Anh em ơi xin đừng lo chơi vơi, mau ra khơi tôi cũng mau ra khơi với những kỹ tố. Đến với các bạn sẽ trẻ ra xứ Tân Phường với bộ khúc tự hào người công giáo. Tân Phường. Rồi ai biết cứ lên sân khấu đấy ạ. Thời gian này dành cho tất cả các bạn. Mắt lên cao con luôn tự hào, tự xưng niềm tin phó dâng cuộc đời mình vào trong tay Chúa. Khi con gặp khó nguy trong đời này, có Chúa cùng bước đi bên con, ngại chi vì Chúa luôn đồng hành với con. Tự hào người công giáo, mỗi lúc con khổ đau có Chúa con tựa lưng trong cánh tay Ngài, con quên hết lắng lo ưu hoài vì đời con có Chúa. Tự hào người công giáo, có Chúa con bình an vượt qua mọi gian nan, sống cho cuộc đời hạnh phúc con tìm thấy nước trời. Đôi chân này vươn bước đến nơi đau thương âu lo muộn phiền, con đem bình an Chúa cho mọi người cùng nhận biết Chúa. Tay con dìu bước ai ngã xa và môi con cùng tán dương danh Ngài luôn mãi, có Chúa con tự hào biết bao. Tự hào người công giáo, mỗi lúc con khổ đau có Chúa con tựa đứng trong cánh tay Ngài, con quên hết lắng lo ưu hoài vì đời con có Chúa. Tự hào người công giáo, có Chúa con bình an vượt qua mọi gian nan, sống cho cuộc đời hạnh phúc con tìm thấy nước trời. Hey! 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 Thanh Tín ơi,
mắt lên cao có lên tự hào, tuyên xưng niềm tin phó dâng cuộc đời mình vào trong tay Chúa. Khi con gặp khó nguy trong đời này, có Chúa cùng bước đi bên con, lại chi vì Chúa luôn đồng hành với con. Tự hào người công giáo, mỗi lúc con khổ đau có Chúa có tựa đường trong cánh tay Ngài, con quên hết lắng lo ưu hoài vì đời con có Chúa. Tự hào người công giáo, có Chúa con bình an vượt qua mọi gian nan, sống cho cuộc đời hạnh phúc con tìm thấy nước trời. Tự hào người công giáo, mỗi lúc con khổ đau có Chúa có cửa được trong cánh tay Ngài, con quên hết lắng lo ưu hoài vì đời con có Chúa. Tự hào người công giáo, có Chúa con bình an vượt qua mọi gian nan, sống cho cuộc đời hạnh phúc con tìm thấy giới trẻ cùng quý cha quý thầy tiến ra hàng ghế danh dự. Chúng con xin mời quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ An Nghĩa, quý chức hội đồng mục vụ các giáo xứ trong giáo hạt, cùng quý ông bà quản cũng như các quý vị ân thân nhân, chúng ta sẽ tiến ra hàng ghế danh dự để chương trình của chúng con sắp được bắt đầu. Các bạn trẻ, chúng ta ổn định vị trí của từng giáo xứ. Còn giới trẻ của giáo xứ Tức cho nhau một trời thân ai. Đi thôi, mau đi thôi, anh tìm gì, em tìm gì, tìm nhà Chúa nơi trần gian, tìm Giê-xu, tìm nụ cười, tìm tình người trong tình yêu Chúa, tìm Giê-xu, tìm cuộc đời, tìm lại mình trong tình thương Chúa, tìm Giê-xu, tìm mặt trời, tìm lòng người luôn bừng ánh sáng, tìm Giê-xu, tìm nước trời trong hân hoan hy vọng nơi Chúa. Anh em ơi, chị em ơi, nào chúng ta lên đường. Anh em ơi, chị em ơi, đã sẵn sàng lên đường hay chưa? Đã sẵn sàng. Đôi tay đau vỡ lên đi, rộn ràng tiếng ca. Anh em ơi, chị em ơi, đã sẵn sàng lên đường hay chưa? Đã sẵn sàng. Đôi tay đâu, trái tim đâu, trao cho nhau một trời thân ai. Đi thôi, mau đi thôi, anh tìm gì, em tìm gì, tìm nhà Chúa nơi trần gian, tìm Giê-xu, tìm nụ cười, tìm tình người trong tình yêu Chúa, tìm Giê-xu, tìm cuộc đời, tìm lại
nài mình trong tình thương Chúa. Tìm Giê-xu, tìm mặt trời, tìm lòng người luôn bừng ánh sáng. Tìm Giê-xu, tìm nước trời, trong hân hoan hy vọng nơi Chúa. Anh em ơi, chị em ơi, nào chúng ta lên cho nhau một trời thân ai. Đi thôi, mau đi thôi, anh tìm gì, em tìm gì? Tìm nhà Chúa nơi trần gian, tìm Giê-xu, tìm nụ cười, tìm tình người trong tình yêu Chúa. Tìm Giê-xu, tìm cuộc đời, tìm lại mình trong tình thương Chúa. Tìm Giê-xu, tìm mặt trời, tìm lòng người luôn bừng ánh sáng. Tìm Giê-xu, tìm nước trời, trong hân hoan hy vọng nơi Chúa. Anh em ơi, chị em ơi, nào chúng ta lên tìm nụ cười, tìm tình người trong tình yêu Chúa. Tìm Giê-xu, tìm cuộc đời, tìm lại mình trong tình thương Chúa. Tìm Giê-xu, tìm mặt trời, tìm lòng người luôn bừng ánh sáng. Tìm Giê-xu, tìm nước trời, trong hân hoan hy vọng nơi Chúa. Anh em ơi, chị em ơi, nào chúng ta lên đường. Xin cảm ơn các bạn trẻ giáo xứ Tích Tín và cảm ơn thầy xứ Tích Tín. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Một lần nữa, con trân trọng kính mời quý cha, quý chức, ban hành giáo, các giáo xứ, quý ân thân nhân, quý ông bà quản và tụng toàn thể công đoàn cũng như các bạn trẻ, chúng ta ổn định vị trí để chúng ta chuẩn bị bước vào chương trình đêm hoan ca hôm nay. Xin mời các bạn trẻ hãy nổ một tràng vào đây thật to và thật dài. Chào đón hai MC của chương trình. Xin được kính chào quý cha và toàn thể công đoàn. Lời đầu tiên, chúng con xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của quý cha cố, quý cha đặc trách, quý cha phó giám đốc đại chủng viện, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, quý ông bà quản, quý bố mẹ giới trẻ và toàn thể công đoàn. Và đặc biệt, xin được chào đón tất cả các bạn giới trẻ trong giáo hạt Liên Cường đã quy tụ tại ngôi thánh đường giáo xứ An Nghĩa để tham dự đêm hoan ca mừng kính thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II với chủ đề Hãy mở cửa cho Đức Kitô. Kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn, đoàn giới trẻ chúng con đang sống trong không khí cả giáo hội đang cùng nhau tiến bước hướng về một giáo hội hiệp hành. Chủ đề đêm hoan ca là lời mời gọi dứt khoát mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II luôn mong ước đến cá nhân mỗi chúng ta. Hãy mở cả con tim và khối óc, hãy dâng cả cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta cho Chúa, bởi Ngài luôn chờ đợi chúng ta từng phút từng giây. Vâng, và buổi tối hôm nay sẽ là buổi tối tuyệt vời, ý nghĩa khi tất cả chúng ta cùng nhau tiến bước, cùng nhau đồng hành, chia sẻ, cảm nhận và thưởng thức những tiết mục văn nghệ mà các bạn giới trẻ trong giáo hạt đã dày công luyện tập để có được ngày lễ quan thầy và đêm hoan ca hôm nay. Chúng con xin được biết ơn cha đặc trách giới trẻ giáo hạt, cha cố giáo xứ chủ nhà An Nghĩa, hội đồng mục vụ giáo xứ An Nghĩa, đặc biệt là ban quản giới trẻ giáo hạt đã hết lòng chăm lo cho chúng con. Nguyện chúc cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các bạn trẻ và toàn thể cộng đoàn luôn được bình an. Chúc cho đêm hoan ca của các bạn giới trẻ giáo hạt Ninh Cường được thành công tốt đẹp. Vâng, và ngay bây giờ, để cho chương trình được bắt đầu, con xin kính mời cha đặc trách Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên lên thánh hóa và khai mạc cho đêm hoan ca. Xin cộng đoàn dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón cha. Chúa Thánh Thần thánh hóa cho buổi văn nghệ của chúng ta đêm nay. Nhớ dinh cha và con và Thánh Thần.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuần thâm sáu hồn tràn lan ơn thiêng. Nữ vương ban sự bằng an, lạy thánh cả Giuse, lạy thánh giáo hoàng Gioan Paulo II, linh cha và con là thánh thần. Amen. Trọng kính cha cố chánh sứ giáo sứ An Nghĩa, kính thưa quý chức ban hành giáo, quý thầy, quý sơ, quý ông bà quản giới trẻ, quý ân thân nhân, quý khách và các bạn trẻ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài lên ngôi Giáo Hoàng, buổi tiếp kiến đầu tiên ở quảng trường Thánh Phêrô gặp gỡ cộng đồng dân Chúa, Ngài đã nói: đừng sợ, hãy mở cửa cho Đức Kitô. Ngài mời gọi toàn thể giáo hội: đừng có sợ gì, hãy mở cửa cuộc đời, mở cửa tâm hồn cho Đức Kitô đi vào trong cuộc đời chúng ta. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Trong Đức Kitô chúng ta tìm được con đường ngay thẳng để chúng ta đạt tới hạnh phúc đời đời. Trong Đức Kitô chúng ta không sai lầm, bởi vì Ngài là sự thật, là chân lý. Chúng ta cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta một Đức Giáo Hoàng đặc biệt, một Đức Giáo Hoàng làm nhiều việc lớn lao cho giáo hội công giáo chúng ta, một Đức Giáo Hoàng rất yêu mến giới trẻ, một Đức Giáo Hoàng nêu gương cho chúng ta về lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Và hôm nay, đoàn giới trẻ của Giáo hạt Ninh Cường chúng ta long trọng mừng kính Ngài là bổn mạng. Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta tôn vinh vị Thánh bổn mạng của chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy mở lòng cho Đức Kitô. Ước gì cuộc đời các bạn trẻ để cho Đức Kitô hướng dẫn. Hãy mở cửa tâm hồn, mở cửa cuộc đời để mời gọi Đức Kitô vào trong cuộc đời chúng ta, vào trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta tin chắc Đức Giêsu Kitô sẽ đưa chúng ta đến hạnh phúc đời đời, bởi vì Ngài là ơn cứu độ của chúng ta. Xin dâng đời tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh Đức Mẹ Maria, đấng mà Thánh Giáo Hoàng rất yêu mến, tôn vinh vị Thánh bổn mạng của giới trẻ. Với tâm tình đó, tôi cùng với cha cố xin công bố khai mạc đêm hoan ca mừng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, quan thầy giới trẻ giáo hạt. Các bạn giới trẻ trong giáo hạt Ninh Cường đều biết chủ đề của đêm hoan ca ngày hôm nay, đó chính là đừng sợ, hãy mở cửa cho Đức Kitô. Và để cùng quyết tâm, cùng thực hiện điều đó như những gì mà cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên vừa chia sẻ, các bạn giới trẻ giáo hạt Ninh Cường ơi, bây giờ chúng ta cùng hô to chủ đề của đêm hoan ca ngày hôm nay, đó chính là chúng ta hãy cùng hô lại một lần nữa to nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, và ngay sau đây, không để quý cộng đoàn phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục văn nghệ đầu tiên, đó là tiết mục văn nghệ múa, cùng đến với các bạn giới trẻ giáo xứ Tân Lý qua điệu múa Kỳ Công Thiên Chúa. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho các bạn ạ.
đẹp xinh, núi đồi sinh linh, sông ngồi kia chim cá lượn bay, thật kỳ diệu thấy ai làm ra, tuyệt vời quyền năng ôi đẹp quá, kỳ công nhân thế đã khơi nguồn từ của hai ca sĩ đến từ giáo xứ Tích Tín qua bài hát
cảm mến ân tình. Ngọt ngào và da diết của hai bạn trẻ đến từ giáo xứ Tích Tín. Và tiếp theo chương trình đêm hoan ca của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một
vũ điệu đến từ một giới, một giáo xứ. Cho mình hỏi các bạn giới trẻ ngồi dưới nhá, giáo xứ nào là nơi đầu tiên đón nhận tin mừng cho giáo hạt Ninh Cường mình ạ? Giáo xứ nào ạ? Đúng rồi. Và sau đây sẽ là một vũ điệu đến từ giới trẻ giáo xứ Ninh Cường với tiết mục Hãy Về Vùng Ngoại Biên. Xin cộng đoàn cùng thưởng thức.
Vâng, và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các bạn giới trẻ đến từ đền thánh Ninh Cường ạ. Vâng, và thưa quý cộng đoàn, con đường theo Chúa luôn đầy ắp nắng vàng ngọt ngào, luôn có tiếng chim rộn ràng say đắm, làm cho mỗi chúng ta luôn cảm thấy hân hoan và phấn khởi để sẵn sàng đi theo con đường của Chúa. Xin cộng đoàn cùng thưởng thức vũ khúc Con đường theo Chúa của các bạn giới trẻ giáo xứ Tân Châu.
cảm ơn 7 cô gái rất là xinh xắn với những điệu tác múa rất là uyển chuyển đến từ giáo xứ Tân Châu. Đâu nào nhỉ? Các bạn Tân Châu đâu nhỉ? Tân Châu múa đẹp quá. Và tiếp tục cho đêm hoan ca trong buổi tối ngày hôm nay sẽ là một tiết mục đến từ các bạn giáo xứ Tân Phường. Các bạn Tân Phường đâu rồi ạ? Tân Phường yếu quá, bây giờ phải hô to lên một lần nữa thế nào. Tân Phường ơi, xin mời các bạn lên cùng biểu diễn tiết mục Ngài Gọi Tên Con. Xin cộng đoàn cùng nổ một tràng vào tay để chào đón giới trẻ giáo xứ Tân Phường. Sắc son Ngài gọi tên con khi tình duyên phai dấu chẳng còn, khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chưa vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu, Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây, dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa. Con đường con đi tuy nhiều khi gian khó, Ngài hằng bên con, muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con, cho dù dương gian có khinh chê, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Tình yêu Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây, dù nhiều chông gai nhưng tình còn quyết không phai nhòa. Làm sao nên đáp cho cần, ôi tình yêu chưa chan vô ngần, con muốn được yêu Ngài mà thôi. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu, Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, từ đây dù nhiều trông
lớn để cảm ơn tiết mục múa rất là tuyệt vời của các bạn giới trẻ đến từ giáo xứ Tân Phường ạ. Và cho tôi hỏi cánh tay của các bạn giới trẻ giáo xứ chủ nhà đâu ạ? Vâng, và ngay sau đây sẽ là một ca khúc rất ngọt ngào với phần trình bày của một bạn giới trẻ giáo xứ An Nghĩa, ca khúc Con Nguyện Theo Ngài. Kính thưa quý cộng đoàn, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng thứ 264 của Giáo hội Công giáo. Đặc biệt, Ngài là giáo hoàng của Đức Mẹ. Với khẩu hiệu, tất cả của con là của mẹ, con hoàn toàn thuộc về mẹ. Và Ngài đã được Đức Mẹ nâng đỡ qua một biến cố rất đặc biệt. Xin cộng đoàn đến với các diễn viên của giáo xứ An Đạo qua tiết mục kịch Cuộc đời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Ngài được chọn làm giáo hoàng ở tuổi 58 với danh hiệu là giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngài là vị giáo hoàng thứ 264 của Giáo hội Công giáo Roma. Cho đến khi qua đời, triều đại của Ngài kéo dài hơn 26 năm và trở thành triều đại giáo hoàng dài thứ hai trong lịch sử hiện đại sau giáo hoàng Pio IX. Cho đến hiện tại, Ngài là vị giáo hoàng duy nhất người Ba Lan. Ngài được biết đến với các cuộc công du khắp năm châu. Trong suốt thời gian làm giáo hoàng, Ngài đã viếng thăm mục vụ bên ngoài nước Ý và 146 chuyến đi trong nước Ý. Thêm vào đó, Ngài đã thực hiện trên 700 cuộc viếng thăm mục vụ bên trong thành phố, cũng như giáo phận Roma. Hãy mở cửa đón nhận Đức Kitô, vì Người là sức mạnh chữa lành mọi sự dữ. Đừng sợ hãi, ta xin các con hãy chân thành để Đức Kitô ngỏ lời với các con. Ngài luôn đồng hành với hết thảy mọi người, những người bệnh tật, người bị bỏ rơi bên ngoài lề xã hội, các em nhỏ, đặc biệt là giới trẻ. Lòng yêu mến đối với các bạn trẻ đã hối thúc Ngài thành lập những ngày thế giới kể từ năm 1985. 19 cuộc họp mặt đã diễn ra dưới triều đại của Ngài và đã quy tụ hàng triệu bạn trẻ trên khắp thế giới. Trong suốt triều đại của mình, Ngài đã lên tiếng phản đối chiến tranh và kêu gọi hòa bình, phản đối chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản, chế độ độc tài, chủ nghĩa duy vật, các phương pháp phá thai, thuyết tương đối, chủ nghĩa tư bản và cách thức chết êm dịu. Đức Giáo Hoàng cũng được coi là một trong những nguồn lực dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan và Đông Âu. Chính vì đó mà một số người phẫn nộ và chống lại Ngài. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, trong một buổi triều yết tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài đã bắt tay âu yếm tiếp xúc với mọi người hiện diện. Nhưng đã có một người lại không nhận Ngài là người cha khả kính, là vị cha chung của giáo hội. Tên anh ta là A-kha và anh ta đã hành động. Thank you.
phải chạy đua từng giây từng phút với tử thần tại bệnh viện. Những lời cầu nguyện của các tín hữu trên toàn thế giới, niềm hy vọng le lói sau ca phẫu thuật phức tạp. Và Ngài đã qua cơn nguy kịch nhờ bàn tay Thiên Chúa quan phòng và mẹ Maria đỡ nâng. Phép lạ là có thật. Có tên sát nhân tỉnh thức mà cả mỗi người chúng ta cũng đã thức thỉnh nhờ tấm lòng trìu mến, đượm thương yêu của Ngài. Và để thấy được rõ hơn, chúng ta cùng đến với tiết mục Wake của giáo xứ An Đạo với nội dung Hãy tỉnh thức. Chúng con xin kính mời quý cha, quý dì và các bạn trẻ cùng đón xem ạ. Thật là một tiết mục kịch rất ý nghĩa phải không ạ? Chắc hẳn là các bạn đã luyện tập rất là nhiều. Xin một dành một tràng pháo tay thật lớn từ các bạn để cảm ơn các bạn giới trẻ giáo xứ An Đạo. Các bạn giới trẻ thân mến, Thánh Giáo Hoàng đã hiểu được thực trạng của giới trẻ chúng ta trong thế giới ngày hôm nay. Ngài nhận biết những khó khăn, thử thách mà người trẻ phải trải qua trong đời sống cũng như trong sâu thẳm tâm hồn. Đó chính là lý do mà Ngài đã thành lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào năm 1985. Chúng con xin tạ ơn Ngài. Cảm ơn người cha chung của giới trẻ chúng con qua tiết mục với tựa đề Xin một đời cảm tạ đến từ các bạn giới trẻ giáo xứ Tây Đường. Thay lời cho chúng con dâng lên Thánh Quan Thầy, xin cộng đoàn cùng thưởng thức. Biển rộng bao nhiêu, dẫu rằng trời cao bao nhiêu, nào dành cho bằng tình Chúa thương yêu. Cõi nào lặng lặng hư vô, Chúa đã tạo thành thân con, ta đã ban tặng sự sống tuyệt vời. Ơn Chúa đã gọi tên con từ thuở rất xa vời, tình Ngài yêu thương con lướt qua ngàn cõi. Biết bao người là ân huệ cao quý, Ngài tặng cho con trọn cuộc sống làm người. Một đời con đây xin một lời cảm tạ. Tiếng gọi từ lòng thương. Ngài mời gọi con theo, cùng bước theo Ngài vào cánh đồng xanh. Có rượu nồng tràn hân hoan, có đồi cỏ mướt thênh thang, dòng suối an lành thỏa nỗi khát khao.
xin tạ ơn Chúa đã gọi tên con từ thuở rất xa vời. Tình Ngài yêu thương con vượt qua ngàn khơi. Biết bao ngày là ân huệ cao quý, Ngài tặng cho con trọn cuộc sống làm người. Một đời con đây xin một đời cảm tạ. Sàng mở đường con đi tìm đến với Ngài là Chúa tình yêu. Giáo hội chỉ đường tin yêu, tháng ngày tận tình nâng niu dìu bước con vào hạnh phúc tuyên diệu. Đến muôn đời là xin tạ ơn Chúa đã gọi tên con từ thuở rất xa vời. Tình Ngài yêu thương con vượt qua ngàn khơi. Biết bao ngày là ân huệ cao quý, Ngài tặng cho con trọn cuộc sống làm người. Một đời con đây xin một đời cảm tạ. Đến muôn đời là xin tạ ơn Chúa đã gọi tên con từ rất xa vời. Tình Ngài yêu thương con vượt qua ngàn khơi. Biết bao ngày là ân huệ cao quý, Ngài mời con theo đường hồi thánh của Ngài. Một đời con đây xin một đời cảm tạ. Cảm ơn những điệu múa rất uyển chuyển đến từ những cô gái đến từ giáo xứ Tây Đường. Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời con là đất sét, xin Chúa hãy nắn con. Dẫu gặp thử thách, Chúa Giêsu hỡi xin hãy bên cạnh. Nhiều lần vấp ngã, xin Chúa xót thương sửa con. Đó chính là những lời trong ca khúc Xin Chúa nắn con theo ý Ngài. Và sau đây sẽ là những điệu múa đến từ các bạn giới trẻ giáo xứ An Nghĩa. Xin cộng đoàn cùng thưởng thức. Giêsu ơi, tâm linh con nguyện dâng cha. Cuộc đời con đây là đất sét, xin Chúa hãy nắn con. Dẫu gặp thử thách, Chúa Giêsu hỡi xin hãy bên cạnh. Nhiều lần vấp ngã, xin Chúa xót thương sửa con. Cuộc đời con em như hạt bụi hư không, Ngài hạ sanh khí, Chúa khiến con đây được sống in Ngài. Ngài nhìn xem con, Chúa dõi theo luôn khi đứng hoặc ngồi. Trọn đời con đây thờ tuôn danh Chúa Giêsu. Lạy Giêsu, xin Chúa nắn con đi theo đường cha, theo ý muôn Ngài, trong tình yêu thương phục vụ
Chúa Giêsu là người bạn thân, Ngài luôn quan tâm không rời và luôn chăm sóc thân con biết ơn cha nhiều lắm. Lạy Giêsu, xin Chúa dẫn con đi theo đường cha những lúc mỏi mệt, xin Chúa đỡ nâng phục hồi. Chúa Giêsu là người thợ gốm và con đã trong tay Ngài đời con giao phó Giêsu tận hiến cho Ngài. Cuộc đời con em như hạt bụi hư không, Ngài hạ sanh khí, Chúa khiến con đây được sống hình Ngài. Ngài nhìn xem con, Chúa dõi theo luôn y đứng hoặc ngồi. Trọn đời con đây thờ tôn danh Chúa Giêsu. Lạy Giêsu, xin Chúa dẫn con đi theo đường cha, theo ý muốn Ngài. Trong tình yêu thương phục vụ, Chúa Giêsu là người bạn thân. Ngài luôn quan tâm không rời và luôn chăm sóc thân con biết ơn cha nhiều lắm. Giêsu là người thợ gốm và con đã trong tay Ngài đời con giao phó Giêsu tận hiến cho Ngài. Lạy Giêsu, Chúa dẫn con đi theo đường cha, theo ý muốn Ngài. Trong tình yêu thương phục vụ, Chúa Giêsu là người bạn thân. Ngài luôn quan tâm không rời và luôn chăm sóc thân con biết ơn cha nhiều lắm. Theo đường cha những lúc mỏi nắng mưa, xin Chúa đỡ nâng phục vụ. Chúa Giêsu là người thờ gốm và con đã trong tay Ngài đời con giao phó Giêsu tận hiến cho Ngài. Đời con giao phó Giêsu tận hiến. Cảm ơn tiết mục đến từ các bạn giới trẻ giáo xứ An Nghĩa. Xin cộng đoàn chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để xin chúc mừng cho tiết mục của các bạn giáo xứ An Nghĩa được không ạ? Vâng, và bây giờ tôi có một câu hỏi dành cho các bạn giới trẻ giáo hạt Ninh Cường đấy ạ. Đố các bạn biết khẩu hiệu nổi tiếng của Đức Thánh Giáo Hoàng là gì ạ? To hơn nữa được không ạ? Đúng rồi, khẩu hiệu của Đức Giáo Hoàng Paulo II đó chính là đừng sợ. Và đây cũng là tựa đề của cử điệu mà các bạn giới trẻ giáo xứ Tân Cường mang đến cho chúng ta với một thông điệp, đó chính là hãy mở cửa cho Đức Kitô, để Đức Kitô vào trong lòng mỗi người chúng ta, và từ chúng ta hãy mạnh mẽ đi ra đem tin mừng cùng đời sống chứng nhân đến cho mọi người. Xin các bạn trẻ đáp lời ạ. Xin tất cả các bạn cùng đứng lên để cùng hòa mình với vũ điệu Đừng Sợ.
Xin mời tất cả các bạn giới trẻ của giáo hạt Ninh Cường, chúng ta cùng đứng lên để thực hiện cùng vũ điệu cùng các bạn. Đứng lên với thầy, đứng xa bước đi theo thầy, đứng xa nhờ thầy mở đường về chân tình đi. Đôi đầu dối ra, đứng xa chống lại bắt cơm, đứng xa qua thầy tìm ra sự thân sẽ khó. Càng ngăn mọi an tâm, đẩy lùi sự chiến tranh, chung tay với thầy bảo vệ sự sống. Thầy mở đường về chân thiện mỹ. Đôi đầu rối ra, chấm lại bất cơ, qua thầy tìm ra sự thật giải thoát. Càng ngăn mọi ám tâm, đẩy lùi sự chiến tranh, chung tay với thầy bảo vệ sự sống. Thầy tìm ra sự thật giải thoát. Càng ngăn mọi áo tâm, đẩy lùi sự chiến tranh, chung tay với thầy bảo vệ sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ, vì thầy là đường là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ, vì thầy là đường là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ đừng sợ, sống như thầy đừng sợ đừng sợ. Vũ khúc Đừng Sợ đã khép lại chương trình đêm hoan ca của chúng con ngày hôm nay. Chúng con xin kính mời cộng đoàn hiệp lòng cùng với đoàn giới trẻ chúng con hãy thinh lặng và cầu nguyện bên thánh thể Chúa Kitô là nguồn mạch tình yêu và sự sống. Xin quý ông bà quản của giới trẻ giáo hạt sắp xếp đoàn giới trẻ cầm nến thắp sáng cung nghinh thánh thể. Con xin ban ánh sáng của giáo xứ An Nghĩa tắt hết ánh sáng của thánh đường. Xin mời ông Trung về phòng thánh.
Xin mời ông Trung về phòng thánh để gặp ông Trùm ạ. Xin quý ông bà quản chúng ta đốt nến lên cho các bạn trẻ cũng như toàn thể cộng đoàn. Xin các ông trong ban sân khấu chúng ta nên khinh kiệu tòa chầu. Lắng trong hồn con nỗi cô đơn mong chờ đời trong ánh mắt. Các bạn sau khi thắp nến sáng chúng ta cầm ghế, cầm nến ở hàng ghế cạnh nhé. Các bạn di chuyển ra lối đi giữa thánh đường. Hồn con thao thức, thẳm sâu nỗi lòng, tiếng vọng tình yêu. Giờ này đoàn giới trẻ và cộng đoàn chúng ta hãy thinh lặng và trật tự. Vì vậy chỉ có các máy quay cố định chúng ta làm công việc. Còn này các bạn nhiếp ảnh và máy quay di chuyển chúng ta xin không di chuyển. Các bạn giới trẻ của giáo xứ Tân Cường ở phía cuối, chúng ta tiến lên hàng ghế cạnh trên đây. Hãy đừng tuyệt vời.
con trong Ngài. Ngài ơi có thông, sẽ ban tâm hồn con với những góc khuất hay hèn yêu, hay nhân từ ai Chúa con. Các bạn trẻ chúng ta thinh lặng. Giới trẻ thinh lặng. Mời người lưa khai phiêu bạc cõi trời, hãy mau dừng chân thốn thức sau cõi lòng. Sự Chúa dù không xứng đáng.
Giới trẻ chúng ta cùng quỳ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính thờ lạy Chúa đang ngự trong tấm bánh bé nhỏ trên bàn thờ. Mình cha đây son chờ Chúa.
mình dưới thế trần. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính thờ lạy Chúa đang ngự trong tấm bánh bé nhỏ trên bàn thờ. Chúng con ước ao được yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực. Chúng con xác tín rằng bí tích Thánh Thể chính là bí tích tình yêu, vì Chúa đã tự nguyện trao tặng cho chúng con chính mình và máu của Ngài. Qua đó, bí tích Thánh Thể nối kết mỗi người chúng con, nối kết các thành viên trong đoàn giới trẻ, từ trong giáo tông, giáo họ, giáo xứ, giáo hạt, bởi tình yêu thương và hiệp nhất. Đặc biệt, trong ngày mừng bổn mạng của đoàn giới trẻ hôm nay, chúng con dâng lên Chúa tình yêu chân thành của tuổi trẻ và những vội vàng nông nổi của mỗi người chúng con. Xin Chúa mở lòng trí chúng con, để chúng con biết lắng nghe lời Chúa, biết đem ra để thực hành, biết cộng đồng mỗi khi gặp gian nan thử thách, biết phó thác công việc cuộc đời của chúng con cho Chúa, để mỗi chúng con luôn biết hướng về Chúa, tìm kiếm Chúa và trở nên những chứng nhân nhiệt thành của Chúa. Như vậy, chúng con sẽ được Chúa che chở, được tha thứ và yêu mến, để cho cha mẹ chúng con được an tâm, tin tưởng. Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thật thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lạy Ngài là sự sống của con, lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài làm Chúa cho hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lạy Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn là tiếng hát đầy vơi. Lạy Ngài nơi mới cho cuộc đời, lạy Ngài nơi phúc cho chân ơi. Kính mời cộng đoàn đứng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chính Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào nơi Thầy không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người tỉa cho sạch để nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không ở lại trên cây nho, anh em cũng thế nếu anh em không ở lại trong Thầy. Chính Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy,
thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm được gì. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và khô héo. Người ta thu lượm các cành ấy, quăng vào lửa cho cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và các lời của thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm cha thầy được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn quỳ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa hằng yêu mến và phưng phục Chúa Cha, còn chúng con dễ dàng xem thường những lời chỉ dạy của cha mẹ, của thầy cô, của những anh chị trong gia đình, của các ông bà quản, của bố mẹ đỡ đầu. Chúng con đã mải vui những thứ vô bổ trên Internet. Chúng con đã tham gia vào lối sống ảo của mạng xã hội. Chúng con trở thành những anh hùng bàn phím, chê người này, ghét người kia. Thời gian chúng con dành cho học tập, cho công việc có khi còn ít hơn thời gian chúng con dùng smartphone. Rồi chúng con ơ hờ trong việc tham dự thánh lễ, cử hành các bí tích. Chúng con cũng không còn thời gian cho đọc kinh tối trong gia đình, cũng như các việc đạo đức khác. Để rồi, chính những điều đó đã làm tiêu tan đi cả những kế hoạch, dự định, ước mơ tương lai của chúng con, gây ra bao thiệt hại, phiền lòng cho bao nhiêu người. Chúng con xin lỗi Chúa. Xin Chúa cho chúng con được dâng lên những cám dỗ của đời sống ngày nay. Xin Chúa gia tăng sức mạnh để chúng con chiến thắng những cạm bẫy của thời đại. Xin Chúa thứ tha cho sự nông nổi, vội vàng, thiếu sót của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết sửa chữa những thói hư, tật xấu này, để chúng con được trở về với mái ấm gia đình đích thực, nơi cha mẹ đang chờ đợi chúng con mỗi ngày. Chúa yêu con mênh mông như biển Tây Bình, dặn dò như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dặn dò, một tình dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước suối dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như an tĩnh
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã mời gọi chúng con hãy mở lòng cho Chúa. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ trong Chúa chúng con mới tìm được lẽ sống đích thật. Chúa là thân cây nho, chúng con là cành. Cành nho phải hút lấy nhựa sống từ thân cây để có được sự sống. Chúng con cần hút lấy sức sống từ Chúa để chúng ta con sinh hoa kết quả trong đời sống đức tin. Chúa mời gọi chúng con đến hiệp nhất với Ngài như cành nho gắn với thân cây nho. Không có Chúa, chúng con sẽ không làm gì được. Đứng giữa cuộc đời, chúng con gặp nhiều cám dỗ khiến chúng con lạc đường. Lạc đường dẫn chúng con tới đau khổ, mất ơn Thánh. Xin Chúa giúp cho chúng con biết mở lòng ra cho Chúa, đi vào cuộc đời khi chúng con biết lắng nghe và thực hành lời của Chúa. Chúng con biết kết hợp với Chúa trong bí tích Thánh Thể để Chúa soi đường chỉ lối cho chúng con, biết chọn lựa cho con đường đạt tới hạnh phúc đích thật. Xin Chúa cho giới trẻ chúng con một sự can đảm để biết thực hành lời Chúa, cho dù nhiều khi trí khôn tự nhiên của chúng con chưa hiểu được, lý lẽ của giới trẻ chúng con bồng bột. Xin Chúa cho chúng con một niềm tin mạnh mẽ để chúng con thực hành lời Chúa. Chúng con tin Chúa sẽ đồng hành và Chúa sẽ cho chúng con được hiểu về Chúa hơn. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con để chúng con ý thức được cái vai trò trách nhiệm của mình trong giáo hội, để chúng con đồng hành với mọi thành phần dân Chúa để xây dựng giáo hội của Chúa ở trần gian này. Xin Chúa cho chúng con biết hiệp nhất với mọi người, yêu thương mọi người, nhất là những người thân yêu trong gia đình của chúng con. Xin Chúa ban thêm đức tin, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Amen. Toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự thật khôn ngoan lạ lùng. Xin Chúa đã tuyên cho Đức Thánh Cha Francisco bảo cho trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân Thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà ân cần săn sóc giữ gìn người, để nhờ người đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bye.
say kinh nhường nghi lễ mới đây. Tại nay được tin bù lại, nếu ra con không cảm thấy gì. Tại nay được tin bù lại, nếu ra con không cảm thấy gì. Dâng về Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bi tích huyền diệu để kỷ niệm cầu khổ nan Chúa. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được sùng kính mầu nhiệm mình máu thánh Chúa, để chúng con luôn luôn được hướng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Này màn hỡi hãy thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này màn hỡi. Xin mời cộng đoàn đứng. Năm xưa trên cây rồi, làng phá ti mà xa rồi. Có đứng mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói, mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu ta, hãy lắng lần hạt mẫn côi. Chiều từ nay thống hồi, mẹ Maria ơi, xin mẹ nói thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Đôi môi như hoa cười, mẹ Maria vui tươi. Trông về máu ta, sống bên tình mẹ.
chiều từ nay thông hồi. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đối thương nhận lời cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Chúng con trong gọi ra thánh đấng mai Chúa Trời, xin Chúa chế bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đưa nữa đồng chính hiển vinh sáng lang. Mong Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dư. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thế thì cung huynh thánh con thầy về ăn nghĩa đến đây có thể là kết thúc. Mọi sự diễn ra tuy rằng thời tiết xấu nhưng mà sự nhiệt tình của con cái Chúa, của giới trẻ đã không bỏ những cái gì cả, làm đầy đủ tất cả bổn phận của mình phải có đối với đấng con thầy của mình đó. Thì xin đấng con các thầy bạn giới trẻ cho tôi cho giới trẻ chúng ta mỗi ngày một thăng tiến nhiều hơn. Xin hiệp cùng với ban điều hành giới trẻ của giáo hạt Ninh Cuồng, chúng con xin lần nữa trân trọng cảm ơn cha cố chánh xứ An Nghĩa, quý thầy quý dì, quý hội đồng mục vụ giáo xứ đã cho chúng con được tới đây tổ chức ngày lễ mừng kính quan thầy của giới trẻ giáo hạt. Xin Chúa chúc lành cho cha cố quý chức của toàn thể cộng đoàn qua sự truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật to để cảm ơn cha cố giáo xứ chủ nhà và cha đặc trách. Bây giờ các bạn muốn chụp ảnh lưu niệm thì chúng ta cứ lên, còn tất cả các bạn giới trẻ chúng ta khi chưa thu dọn xong thì sẽ chưa mở cửa để lấy xe đâu. Vì vậy các bạn hãy qua bên nhà giám lý, chúng ta dọn dẹp cùng với các ông bà quản, rồi chúng ta ăn bánh mì, uống trà sữa xong no nê đâu đấy thì chúng ta sẽ về. Dù thế gian có ganh đua dối lừa, một đời như chua nhẹ men muối cho đời, trao yêu thương xua tan mọi tâm tối. Là người công giáo đây bạn ơi, hãy nhớ hãy trở nên chứng nhân cho nước trời. Bằng lời yêu thương bác ai, một lòng tin yêu phó thác, ta dân thân phục vụ tha nhân. Mình cùng cất bước với Chúa nhé, đi đến muôn phương gieo yêu thương, để người sâu vương trên dương gian, vương tin vào lòng thương xót Chúa. Mình cùng cất bước với Chúa nhé.